Thưa quý vị, trong khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chắc hẳn là mỗi người trong chúng ta cũng sẽ có những nỗi lo giống nhau khi biết địa bàn dân cư nơi mình sinh sống qua xét nghiệm có ca dương tính với SARS-CoV-2 gần hơn là hàng xóm ngay cạnh nhà mình bị nhiễm bệnh. Để phục vụ công tác khoanh dùng truy chết, bóc tách F0 phục vụ cho công tác chống dịch, lập tức ngành chức năng sẽ phong tỏa cách ly y tế khu vực những ngày sau đó. Thực tế thì cuộc sống trong các khu phong tỏa như thế nào và trong những ngày được chính quyền dỡ bỏ lệnh phong tỏa ra sao? Những ghi nhận sau đây sẽ cho quý vị thấy rõ điều này. Sau 18 ngày phong tỏa để dập dịch do có 4 người trong cùng một gia đình mắc COVID-19, quyết định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dẹp việc dỡ bỏ dùng cách ly y tế đối với khu dân cư thuộc một phần địa bàn tổ 3 và tổ 9, khu phố 5, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, đã được trao cho đại diện hai tổ địa bàn dân cư và ban điều hành khu phố 5. Khu dân cư này chỉ có 32 nhân khẩu với 9 hộ dân và do được khoanh dùng dập dịch ngay từ đầu và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch. Đến nay, khu dân cư không có thêm ca mắc mới. Những ngày bị phong tỏa, cách ly y tế, bà con được chính quyền địa phương chăm lo đời sống, không để thiếu các mặt hàng thiết yếu. Trong thời gian thực hiện cái phong tỏa trong các cái hộ gia đình ở khu phong tỏa này á, là hàng ngày những cái mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày thì được tổ dân cư khu phố là phân công cái nhóm đi mua hàng về để phục vụ cho bà con khu phố cũng đã có một số những phần quà cho những cái hộ gia đình ở trong thời gian này thì nhân dân rất là yên tâm và cũng rất là phân khởi dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế trong thời gian cả tỉnh còn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ các hộ dân ở tổ 3, tổ 5, khu phố 5 chưa thể trở về cuộc sống bình thường mới. Nhưng với họ, niềm vui không nhỏ bởi thêm một khu phong tỏa được dỡ bỏ, thì họ có thêm niềm tin dịch bệnh sẽ sớm kiểm soát, khó khăn trong cuộc sống sẽ chóng qua đi. Nhà nước cũng quan tâm rất nhiều, cũng cho quà, cho tiền, rồi cơm từ thiện tới đem tới nữa. mong muốn cho dịch bệnh cho nó mau qua để cho bà con người ta làm ăn. Còn với nhiều người, họ mong sao khi dỡ bỏ phong tỏa, tất cả người dân cần chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng lòng cùng chính quyền phường trong cuộc chiến đẩy lùi giấy dịch COVID-19. Tất cả mọi người dân đều nghiêm chỉnh chống dịch thì tôi nghĩ tôi hy vọng đại dịch sẽ được không chế. Trong suốt thời gian phong tỏa, các hộ dân ở khu dân cư này được chăm sóc y tế, đo thân nhiệt hàng ngày, được test SARS-CoV-2 theo quy định và đã được tiêm vaccine mũi 1. Trước khi dỡ phong tỏa, ngành y tế địa phương cũng đã xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ hai cho tất cả người dân và mọi người đều có kết quả âm tính. Sau khi dỡ phong tỏa, mọi người ở khu vực này đều ở trong nhà theo quy định giãn cách phòng chống dịch của địa phương. Không khí trong ngày dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở những điểm cách ly y tế ở các địa phương khác trong thời điểm toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách, theo chỉ thị số 16 cũng tương tự không có cảnh người dân ra đường để chờ đợi giây phút khu dân cư nơi mình sinh sống được dỡ phong tỏa. Nhưng trong mỗi gia đình, người dân đón nhận niềm vui chung theo cách riêng của mình. Như tại khu vực ấp 4B, tổ 5, ấp bầu sôi, một phần tổ 6, ấp bầu ngứa, xã Tân Lâm, quyền Xuyên Mộc, vừa được dỡ bỏ dùng cách ly y tế. Thì tuy rằng dỡ bỏ phong tỏa nhưng chúng tôi vẫn chấp hành chỉ thị 16 của nhà chính phủ và thực hiện 5K phòng chống bệnh trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Sau khi kết thúc lệnh phong tỏa, chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, cùng chung tay thực hiện mục tiêu đưa địa phương trở thành vùng an toàn. Đến đây, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành quyết định dỡ bỏ dùng cách ly y tế đối với 78 khu vực phong tỏa trong toàn tỉnh. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh cho đến nay thì đã có tất cả 94 điểm phong tỏa với gần 73.000 dân sinh sống. Trong đó có 35 điểm phong tỏa đã quá 14 ngày theo quy định và sẽ tiếp tục được chở bỏ phong tỏa khi kiểm soát được các nguồn lây nhiễm COVID-19.